sau một tuần mà mình trồng cây dâu gián, thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái tình trạng cây dâu gián này nó phát triển tới đâu cho mọi người xem nha. Trước tiên thấy cái hồ nó rất là trong luôn mọi người, trong sâu tới tận đáy luôn á, mình thấy ở phía dưới luôn nha. Rễ cây của cây dâu gián nè, hôm nay nó có những cái đọt non như thế này, nó rễ nó tua tủa xung quanh hết, tha hồ cá nó bơi lượn, rồi nó nhiều khi nó trúng hoặc nó rỉa luôn á mọi người. Cái gốc này là mình lựa nó hơi bị to nè, nó nhô lên như cái gốc băng bonsai vậy đó. Mọi người có nhớ là đợt trước đó, là mình cắt hết những cái đầu này không? Nó bị héo đó, mới bứng về nó bị héo đó mọi người. Đó, mình cắt hết mấy cái đầu này. Nhưng mà dưới đây nó giờ nó vẫn còn tươi nha. Và cái điều mà bất ngờ hay hôm nay là những cái trụ mà u lên này nè. Đó, bây giờ nó ra cây non. Cây này mình bẻ là mình luộc ăn là rất là ngon nha mọi người. Đó, nó non, nó nhú lên chừng 2-3 hôm nữa là ăn rất là ngon nha. Một cái nè, bên đây một cái nữa là hai cái nè. Bên đây một cái nữa là ba cái, ba cái rồi nè. Rễ nó vẫn còn trắng, nó vẫn còn nước, tức là đang bắt nước, bắt rễ để nó sống. Cây này là sống khỏe luôn á mọi người. Thì qua cái quá trình mà mình bứng với lại mình trồng như thế này thì mình mới cảm nhận được rằng là cái cây này dễ sống chứ không phải là khó sống nha mọi người. Mọi người chỉ cần nhổ lên thôi, nhổ lên đừng cho đứt rễ quá. Rồi mình trồng trong cái chậu thủy sinh, chậu nuôi cá thủy sinh ha. Thì nó độc lạ, nó mới lạ, cũng thấy hay hay. Đó, sau một tuần đó mọi người, cây này cũng già lắm rồi. Cái gù của nó, cái đế của nó nhô lên rất là cao luôn. Ở ngoài mình thấy mấy cây non á, thì nó không có như vậy đâu. Như cây đợt trước mình bứng ngay cái con sông Cần Giuộc đó, là nó không được như vậy nha mọi người. Rồi, vài cái chia sẻ cập nhật cái cây hôm nay thì cho mọi người tham khảo ha. Mình cũng xin ngừng video clip tại đây. Chúc mọi người sức khỏe. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.